Sự liên kết du lịch giữa các địa phương sẽ góp phần tạo thêm trợ lực cho du lịch thông qua việc đẩy mạnh xúc tiến quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch, thu hút các thị trường khách mới, thậm chí là thu hút các nguồn lực đầu tư vào du lịch dịch vụ. Chính vì vậy, thời gian qua, huyện Mộc Châu đã tăng cường kết nối liên ngành, liên vùng để thúc đẩy ngành công nghiệp không khói phát triển bền vững. Mộc Châu là vùng đất giàu tiềm năng phát triển du lịch với phong cảnh tự nhiên đẹp, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ. Các sản phẩm du lịch đa dạng và phong phú đã thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm. Tính riêng trong 9 tháng đầu năm nay, Mộc Châu đã đón được trên 1.597.000 lượt khách du lịch, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu xã hội ước đạt trên 1.600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Mộc Châu cũng là điểm đến được nhiều đoàn khách các huyện và các tỉnh lựa chọn để tham quan, học tập kinh nghiệm trong phát triển du lịch. Đến với khu du lịch cộng đồng của Bản Vặt, thì bản thân tôi thấy rằng là cách làm của lãnh đạo các cấp của huyện Mộc Châu có rất nhiều những cái thật sự là đáng ngưỡng mộ, học tập. Và tôi hy vọng rằng khi mà trở về với địa phương sẽ lan tỏa và sẽ truyền lại những cái câu chuyện của làng bản ở bên Mộc Châu này đối với bà con nhân dân tại xã Nhật Cố, huyện Chợ Mới, và để có thể phát triển. Trong hợp tác phát triển du lịch, vai trò của chính quyền là đặt nền móng, hỗ trợ, định hướng và tạo cầu nối. Chính vì vậy, huyện Mộc Châu cũng triển khai đa dạng các hình thức kết nối du lịch, đặc biệt là hình thành các tour du lịch giữa các địa phương để cùng nhau phát triển. Chúng tôi thì luôn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm ấy đối với các cái địa phương khác có tương đồng về văn hóa cũng như là cảnh quan môi trường. Việc đi cùng nhau trong sự phát triển ngành du lịch giữa địa phương với doanh nghiệp và người dân là điều rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Sự kết nối đó cũng sẽ tạo được sức mạnh tổng hợp để đưa du lịch ngày càng vươn xa.